Ok, cánh tay đã về tới kho nha các bạn. Thì chiều nay một anh khách ở Đà Nẵng vô xem, thì ảnh ảnh không chốt thì còn mấy khách khác nữa, cho nên nhưng mà trước tiên ưu tiên khách nhá đó trước nha. Cái này là đủ hết nè, súng hàng đủ hết, hàng còn đời này đời cao nha. Các bạn thấy cái bộ đồ hàng mới tinh luôn á, bộ đồ hàng mới tinh. Đó, cát này mình đấu rồi thôi. Nói chung thì ôi chỗ nó mới dữ ta, nó mới tinh luôn á, bộ đồ hàng mới tinh. Cái này thì cắp vô đây nha, cắp vô đây, súng hàng đồ hàng đủ đồ hết. Nhưng mà khả năng anh khách này anh không có làm hàng các bạn, anh làm một ứng dụng khác nha, cho cái studio studio trục thứ sáu nha. Trục này là xoay vô cấp harmonic trục thứ sáu. Khớp thứ năm tay quá đẹp, con này đời cao. Tủ thì lúc sáng mình đã trao đổi với khách rồi, tủ rất là đẹp, đặc biệt là có luôn cái tay dạy từ chính hãng, còn gần như là nguyên bản, cực mới. Cáp sắt đầy đủ nha, full cáp sắt. Bộ này thì bãi quen, bãi này thì đảm bảo đồ rất là tốt. Một số bãi thì cho khách sờ mó này nọ, chứ bãi này thì họ rất là kỹ các bạn. Ok, con này thì ở đây còn chỗ nè. Ở đây bây giờ mình sẽ lôi hai cái tay trắng ra nha. Chiều nay mình giao hai tay trắng. Thì anh khách lấy tay này nè, anh cũng sẽ xem luôn mấy cái tay này nha. Bây giờ mình sẽ dọn. Cũng hơn là có cái cửa này nó mở ra được như vậy các bạn. Hồi nãy thì mình nghĩ là không có lối ra luôn á. Nhưng bây giờ thì dọn sạch thì có cái lối cái này nha. Ok, quá đẹp nha. Ngoài ra thì một cụm này về. Cụm này thì mình lên cái bộ phay mini siêu khỏe, hàng Nhật. Nó tất cả đều là mang cá hết. Con này rất ok. Và về thêm hai bộ này. Cái bộ này hôm qua mình làm xong ok các bạn. Cái bộ này cẩu bây giờ là 200kg, 300kg thoải mái nha. Cho nên nhờ nó đó mình sẽ xê dịch đồ được ok nha. Đó, nhờ nó mình sẽ cẩu xe dịch đồ qua lại. Đây mới về thêm hai cụm này. Cụm này đặc biệt là còn luôn cái phần cốt để cho bắt cái tay quay các bạn. Đó. Cái này thì kiểu bạn quay đúng không? Đó, thì nó sẽ bẻ lái cái phần dưới đây. Động cơ vẫn như con cũ nha. 224V. Mà thấy 24V không? Thì con cũ giống nhau nha. Italy. Ồ, con này khác các bạn ơi, Italy. Nè. Đó, khi các bạn quay đúng không? Thì nó sẽ bẻ lái nha. Cái bát này nó sẽ cố định nha các bạn. Cái bát này sẽ cố định nè. Còn thằng này khi bạn quay á, nó sẽ bẻ lái nha. Nó bẻ lái cái phần ở dưới. Italy. Con này ngon nhất nè. Mơ Italy. Quá ngon luôn. Đặc biệt là cái phần nó có một cái thắng các bạn. Thắng tay á. Cái này nè nha. Cái này gọi là thắng tay, khi bạn kéo lên nó cứng lại. Ok, bây giờ anh khách từ Đà Nẵng đang bay vào.